Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đang quay trở lại với lại em tới ô tô. Hôm nay bên em về một chiếc Toyota Fortuner Legender đời 2020. Xe mang biển tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay. Mời anh chị cùng xem qua nội ngoại thất của chiếc xe này. Động cơ 2.4 máy dầu, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị nhé. Đó, mới chạy có 2 vạn. Cụm đèn trước được trang bị đèn full LED logo Toyota. Ngoài ra có cam 360, cảm biến tiến, ngoại thất màu nâu. Xe cá nhân thưa quý anh chị nhé. Đó, nốp vẫn còn là theo xe. Na răng, đa chấu thể thao 18 inch, rất lớn thưa quý anh chị nhé. Gương kính được trang bị chỉnh điện, tay nắm cửa mạ chrome, nội thất ghế phụ cũng được chỉnh điện, nội thất ghế da cao cấp 2 màu. Màn hình nguyên bản theo xe, điều hòa tự động thưa quý anh chị nhé. Có nước hoa ở trên cánh cửa gió điều hòa này. Cam hành trình, gương chống chói, đèn trần full LED nhé quý anh chị nhé. Đó, 2 chế độ lái. Ngoài ra hộp số tự động 6 cấp. Đây, bật lên xuống cũng được trang bị ốp chống xước rồi. Tabi cửa với 2 màu da. Cửa kính lên xuống 1 chạm thưa quý anh chị nhé. Ghế rất cứng và mới. Phần cụm đèn sau của chiếc xe nhé quý anh chị nhé. Xe này thì cũng hết điện rồi. Có cam hành trình phía sau. Đấy. Mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ở mức 8.2L, 10L và 7.1L nhá quý anh chị nhá. Khi anh chị đi tùy vào cung đường thì nó sẽ ăn nguyên liệu rất là hợp lý và tiết kiệm cho anh chị, keo chỉ máy móc nguyên bản nguyên zin. Anh chị nào đang quan tâm đến những mẫu xe này thì anh chị có thể gọi điện qua cho em để được hỗ trợ tư vấn cho anh chị. Mức giá bên em đang chào bán là 1.198.000.000. Giá vẫn còn hỗ trợ và thương lượng linh động khi quý anh chị đến cửa hàng xem xe nhé quý anh chị nhé. Đó, cảm ơn anh chị đã theo dõi, ủng hộ em. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị.